Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Clip ô tô lao sang làn ngược chiều, tông hất văng người lái xe máy xuống đường. Tài xế ô tô lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào ô tô khác làm một người lái xe bị hất văng xuống đường. Khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 12, ô tô Honda City bị kiểm soát 24A17227 do một người đàn ông điều khiển đi ngược chiều đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Lào Cai đã xảy ra va chạm với ô tô khác trên đường. Sau đó, chiếc xe này đâm liên tiếp vào xe máy bị kiểm soát 24B23486, hất văng tài xế xuống đường. Hậu quả, nạn nhân điều khiển xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm hỏng 5 xe máy đang để trên vỉa hè.